anh rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. Trước hết tôi xin thay mặt cho họ nhà trai xin được bày tỏ sự cảm ơn với sự đón tiếp rất là nồng hậu của câu các bà thầy gái dành cho tôi. Mặc dù thời tiết hôm nay thì nó có không được đẹp lắm, nhưng mà đến đây chúng tôi nhận được cái sự tiếp đón rất là nồng hậu thì chúng tôi xin rất cảm ơn. Kính thưa các cụ, không các bà, thì tôi xin giới thiệu thành phần của đoàn chúng tôi. Thì cũng thưa các cụ, cô, các bà, đây là ông tôi, là em của ông nội cháu Dũng, ông Trần Trung An. Tôi thì là bố đẻ của cháu Dũng, đây là mẹ của cháu Dũng. Cùng đi cái đoàn hôm nay thì có là các bà, các cô, các dì, các bác, các anh chị em và các bạn đồng nghiệp của cháu Dũng cùng tham gia vào bài của xuống lễ hôm nay. Xin chào các cụ, các con, các bạn. Hai cháu Dũng và Nga thì tìm hiểu nhau một thời gian và đến bây giờ thì các cháu đã báo cáo với gia đình chúng tôi và gia đình ông bà thế này xin được đến tới hôn nhân. Thế và vừa rồi thì chúng tôi cùng với gia đình ông bà tới đây chúng ta thống nhất và được ông bà đồng ý. Hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi có chút lễ mọn xuống trước để các cụ không các bà ký cáo tổ tiên, sau là để báo cáo với họ hàng để cho phép nhận cháu Dũng về làm đẻ của các cụ không các bà. Thì tôi xin đề nghị rất là mong là con các bà là chút tiếng mọn, chút tình cảm của gia đình chúng tôi và để cho làm lễ với các cụ và để các cụ và con các bà ở đây để tiếp nhận những đẹp của các cụ các bà. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng bạn bè xa gần của cháu Việt Dũng và cháu Thanh Nga. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong không khí ấm áp của những tháng đầu xuân mới, hôm nay là ngày lành tháng đẹp, gia đình họ nhà trai đến thưa chuyện. Sau đây, họ nhà gái chúng tôi xin trân trọng giới thiệu như sau. Ông Trần Văn Bơn, cụ nội và cháu Trần Thị Thanh Nga, đề nghị chúng ta nhiên chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Kỷ, bà ngoại và cháu Trần Thị Nga, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Ảnh là bố đẻ của cháu Trần Thị Nga. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Lý là mẹ đẻ của cháu Trần Thị Nga. Kính thưa các cụ, ông, các bà, các bác, các anh chị, thay mặt họ nhà gái chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của nhà trai đầy đủ chú đáo của nhà trai. Kính thưa các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị, thay mặt
họ nhà gái, chúng tôi sinh nhật lễ đính hôn của họ nhà gái và chính thức đời sống quốc này cháu Việt Dũng và Thái Nga là dâu rể trong nhà. Hai cháu còn non trẻ, còn nhiều bỡ ngỡ, kính mong hai gia đình tiếp tục nhắc nhở dạy cháu trở thành con tốt trong gia đình. Và gia đình của tôi mong rằng hai cháu mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi yêu thương, làm ăn phát đạt, con bé con bồng. Cuối cùng một lần nữa chân thành cảm ơn sự chuẩn bị đầy đủ, chú đáo, tình cảm ý nghĩa của nhà trai. Kính chúc các cụ, các bà, các bác, anh chị sức khỏe, vui vẻ, thành công. Chúc cho hai cháu mãi mãi hạnh phúc. Chúc cho lễ đính hôn thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không sống lâu, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Năm 2021 thì gia đình họ nhà trai chúng tôi xin được đón cháu Nga về để chính thức làm dâu nhà chúng tôi. Xin phép các cụ, công, các bà, các anh, các chị và xin phép họ nhà gái để cho các cháu được làm các thủ tục theo phong tục của quê hương và sau đó thì xin được đón cháu về cho nó trong cái phạm vi giờ đẹp. Thì xin rất trân trọng cảm ơn các cụ công các bạn. Anh ngồi nhà trong trái tim mẹ. Lúc dần hờn trách móc, lo sợ mất nhau, xin hãy từ
tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Chung bước đi. Yes, I do. Anh yêu em hơn ngàn năm say.
kính thưa các cụ, các bạn, anh em chị, các bạn. Hôm nay là ngày vui đối gia đình tôi và là ngày hạnh phúc của các cháu. Gia đình chúng tôi rất cảm động, nhận được sự quan tâm, những chúc mừng của các cụ, ông, các bà, anh, các chị, bốn gia đình của tôi. Chúng đặc biệt là đoàn của các vị nhà gái đã cùng đến chia vui hôm nay. Chúng tôi mong rằng là hai gia đình chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp giúp đỡ giáo dục các cháu trở thành những người tốt, những người con ngoan, hiếu thảo gia đình. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, ông, các bà, các chị đến chia vui gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin chúc sức khỏe các cụ, ông, các bà, các chị và xin chúc hai con trong đời hạnh phúc. Xin cảm ơn. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có.